Ủa chiều nay ăn gì Nhân? Rồi biết rồi, mẹ không nấu cơm nước gì cho ba ăn trơn vậy? Trời ơi tiện đó nha. Mẹ với con với anh hai rồi đi đi. Ba không đi đâu, đi vô nó chật chội khó chịu. Thôi vậy để ba đi bắt nồi cơm đây ba ăn. Thôi thôi tự mình nấu cơm ăn đi. Mấy mẹ con đi ăn làm là đói bụng quá thèm cơm nữa. Ba cái đó ngon lành đi. Rồi hết gạo luôn. Quá trời ơi rồi. Cái gì vậy? Buông ra cô làm gì vậy? Nó nằm ở đây con sẽ ngoan ngoãn học giỏi không có bạn nữa mà. Thiệt không á? Thầy hứa cho con á. Nhớ nha. Rồi, anh làm chứng cho ai nha. Hứa là phải đúng nha. Không muốn không đúng là bị đòn luôn nha. Bây giờ buông ra. Ờ, buông ra con đi đâu? Bà đi qua mượn gạo đâu con? Đi đâu đây? Rồi, nhớ nha, hứa nãy giờ nhớ.